Chào mừng các bạn đến với kênh Panda Studio trong chuyên mục học tiếng Trung, cấp độ HSK3. Đây là bài học ngữ pháp. Chỉ cần bạn chăm chỉ học tập thì sẽ có tiến bộ. Qua cách sử dụng của cấu trúc. Chỉ Về cấu trúc Ví dụ 1 Chỉ cần bạn chăm chỉ học tập thì sẽ có tiến bộ. Ví dụ 2 chỉ cần em thực sự thích anh sẽ mua cho em Ví dụ 3只要有你在我就放心了 chỉ cần có em ở bên thì anh sẽ thấy an tâm Ví dụ 4 Chỉ cần trời mưa, cô ấy sẽ trở nên tâm trạng không tốt. Ví dụ 5 只要你完成了工作，就可以不用加班。Chỉ cần bạn hoàn thành công việc thì có thể không cần tăng ca. Ví dụ sáu. 只要你们来，我就会准备很多好吃的。 chỉ cần các bạn tới, mình sẽ chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon. Ví dụ 7 Chỉ cần bạn không tức giận, mình sẽ nói cho bạn. Ví dụ 8. Chỉ chúng có thể đến đúng giờ. Chỉ cần không tắt đường, chúng tôi sẽ có thể đến đúng giờ. Ví dụ 9.

chúng tôi sẽ đi công viên chơi để tổng kết lại các bạn hãy làm bài tập dưới đây và ghi đáp án ở phần bình luận bài học đến đây là kết thúc các bạn hãy ghi nhớ cách sử dụng và ứng dụng vào giao tiếp hàng ngày hẹn gặp lại các bạn trong các bài học tiếp theo trên kênh panda studio